chợ truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh mở cửa trở lại nhỏ giọt trong khi nhu cầu mua hàng hóa thiết yếu của người dân vẫn tăng cao, khiến cho một số cá nhân đã âm thầm mở bán lưu động trong hẻm. Sáng ngày 22 tháng 7, chị Loan sống tại quận 7, chạy ngang chợ Tân Mỹ thấy trên lề đường có người bán nên tấp vội vào mua một tép thơm với giá 25.000 đồng, ba tép sả với giá 5.000 đồng, khoảng 40.000 đồng một ký và hai củ gừng tươi với giá 20.000 đồng, khoảng 100.000 đồng một ký và đi luôn mà không cần trả giá hay chọn lựa. Không riêng gì quanh chợ Tân Mỹ, tại nhiều con hẻm chợ tạm trước đây cũng xuất hiện rất nhiều người bán vội vài mớ rau hay là túm hành ớt, gừng tỏi hoặc trên những chiếc xe đạp vội quanh trong xóm. Người mua cũng khẽ mở cửa nhà ra khi nghe tiếng rau và vội lấy túm rau và quay vào ngay. Các chợ trong thành phố, nếu chỉ cho mở lại quầy hàng tươi sống thì cũng không nhiều. Có thể cho tiểu thương bán xen kẽ, phát phiếu đi chợ theo ngày cho người dân thì vẫn đảm bảo được công tác phòng chống dịch bệnh. Sở Công Thương cũng đã đưa ra những quan điểm tổ chức là tổ chức cho các tiểu thương kinh doanh luân phiên hay phát phiếu đi chợ. Thế nhưng tại sao tại nhiều quận huyện vẫn chưa làm được điều đó?